Xin chào cả nhà, mến chào cô chú và anh chị đến với máy ấm TT. Hiện tại là đang ở buổi trưa, thì các bé đã nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Còn Ti á, thì Ti đang trả lời tin nhắn của một cái bạn gọi đến máy ấm cầu cứu cho những cái em cún ở dưới Bình Chánh. Nhưng mà hiện tại á, thì Ti đã sắp xếp cho các em cún mẹ và 5 em cún con được có một gia đình mới yêu thương. Còn một em cún khác rất là hiền, cũng ngoan, nhưng mà rất là gầy ốm, đang trên đường về mái ấm TT. Ti sẽ làm một clip rõ hơn về cuộc sống của các bé nha cả nhà. Cảm ơn cô chú và anh chị rất nhiều. Ở mái ấm TT á, có Sung rất là nhiều luôn cả nhà. Nhưng mà Ti không có biết anh Sung. Lúc trước á, có nhiều bạn cũng hỏi xin Ti nè. Rồi cái những cái bà bầu á, mà ở thuê phòng ở nhà Ti á, cũng thích lắm. Vì vậy hôm nay Ti dành ra 5 phút để hái Sung tặng cho các bạn. Trời ơi, cái Sung này nhiều kiến lắm nha cô chú và anh chị. Kiến cánh quá trời luôn. Nhưng mà cuối cùng thì Ti cũng hái được một bịch rất là to. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ủng hộ cho máy ấm TT. Cảm ơn cô chú anh chị cũng hỗ trợ thực phẩm, lương thực và thuốc thang cho các bé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cả nhà một ngày thật là vui và hạnh phúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn cô chú và các bạn ở những cái clip sau. Xin chào cả nhà.